Bạn cần khoan cái độ dày bao nhiêu thì các bạn cứ nâng lên. Sau đó là siết chặt cái con ốc chỗ phần vị trí này. Đó, các bạn nhớ là siết thật chặt vào nhá. Đấy, và các bạn chỉnh cái mũi khoan ở đúng tâm, sau đó là siết chặt. Đấy. Đấy, sau khi mình đã siết chặt xong thì mình kéo cái tay cầm xuống thì nó sẽ được như thế này. Đấy. Vậy là chúng ta đã có thể khoan được rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ khoan thử cho các bạn xem. Cái vị trí này là cái đệm để cho nó giữ thôi. Cái này cũng không quan trọng lắm. Đấy, ở đây có cái phần thước thước căn chỉnh. Cái này nó có thể khoan được cái độ sâu là 60 mm. Đấy, từ 0 cho tới 60 mm. Nên là thước cho chúng ta căn chỉnh và cần khoan thôi. Bây giờ mình sẽ